Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc chỉnh sửa kỹ năng của 3 môn phái còn lại trong tổng số 15 môn phái được chỉnh sửa kỹ năng của cái phiên bản Hỏa Hổ Tàng Long. Và ở video này mình sẽ đề cập đến môn phái Thiên Vương, Tàng Kiếm và Cung Lôn. Bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu về môn phái Thiên Vương nha. Thiên Vương thì sẽ được chỉnh sửa lại ở 4 nội dung như sau, và hầu hết những chỉnh sửa thì giúp môn phái này tăng thêm cái lượng sát thương. Đầu tiên đó là ở cái chiêu Kim Trung Tráo. Ở phiên bản trước khi chỉnh sửa thì anh em sẽ không có cái hiệu quả là tăng 150 điểm tỷ lệ kháng thuộc tính và 150 điểm tỷ lệ kháng bất lợi này. Như vậy anh em thấy là sau khi chỉnh sửa thì nhà phát hành họ đã bổ sung thêm cái hiệu quả này để giúp cho cái con Thiên Vương của anh em nó có cái tỷ lệ gây hiệu ứng bị thương nhiều hơn, cũng như là chúng ta tạo được những cái hiệu quả bất lợi của Thiên Vương anh em ơi. Đó, thì đây là cái chỉnh sửa đầu tiên của môn phái Thiên Vương. Cái chỉnh sửa thứ hai thì nó sẽ nằm ở cái bí kíp, đó chính là Nhất Kích Sát Thần. Quyển bí kíp này ở phiên bản trước chỉnh sửa thì nó sẽ tăng tấn công cho anh em một cái lượng tấn công cơ bản đó là 55%. Thì sau phiên bản chỉnh sửa thì cái lượng tấn công này được tăng lên tới 66%. Như vậy chúng ta được tăng lên tới 11% cho cái bí kíp Nhất Kích Sát Thần. Cái chỉnh sửa thứ ba nó sẽ nằm ở bí kíp, đó chính là Huyết Chiến Bát Phương. Đây chính là bí kíp Huyết Chiến Bát Phương. Và ở phiên bản trước chỉnh sửa thì chúng ta có một cái lượng tấn công cơ bản mỗi lần gây ra đó là 48%. Và cái phiên bản chỉnh sửa thì anh em sẽ được tăng lên tới 58%. Như vậy ở bí kíp này mình sẽ được tăng lên tới 10%. Và cái chỉnh sửa thứ tư cũng là chỉnh sửa cuối cùng của môn phái Thiên Vương, nó sẽ nằm ở bí kíp, đó chính là Bá Vương Nộ Hống. Đây chính là cái bí kíp này đây. Thì ở phiên bản trước chỉnh sửa thì bí kíp này nó sẽ tăng cho anh em một cái lượng tấn công đó là 85%, 85% nha anh em ơi. Và sau phiên bản chỉnh sửa thì chúng ta sẽ được tăng lên 102%. Như vậy mình tăng lên tới khoảng 17% đúng không anh em ơi, 17%. Như vậy là anh em thấy Thiên Vương chỉ được chỉnh sửa nhẹ lại để giúp chúng ta tối ưu hóa thêm cái lượng sát thương. Nhưng dù gì thì môn phái này cũng dựa vào cái chiêu Huyết Chiến Bát Phương để tạo đam chính. Và cái chiêu này thì nó có thời gian cách giãn thi triển lại tới khoảng 20 giây rồi anh em ạ. Do đó thì 25 giây rồi. Do đó thì môn phái này nó cũng không quá nổi trội trong cái phiên bản hiện tại. Chủ yếu là anh em dùng để chúng ta PK các hoạt động quần chiến nhỏ thì môn phái này sẽ có ưu thế nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về môn phái được chỉnh sửa kỹ năng thứ hai trong video này, đó chính là môn phái Tàng Kiếm. Tàng Kiếm sẽ được chỉnh sửa lại ở hai nội dung. Cái nội dung đầu tiên đó là nó sẽ chỉnh sửa lại cái chiêu Ánh Ba Tỏa Lan. Và cái việc chỉnh sửa cái chiêu này nó mang lại một cái sức mạnh rất mới cho một phái Tàng Kiếm nha anh em ơi. Chiêu này thì ở phiên bản trước chỉnh sửa, ở cái cấp 10 trước chỉnh sửa thì anh em sẽ tăng được 1500% kháng tất cả. Và sau chỉnh sửa thì chúng ta giảm đi cái kháng này, chỉ còn đó là 1350% thôi anh em ơi. Như vậy là chúng ta mất hết 150% kháng tất cả. Như vậy ở đây tăng là tăng cái gì đây? Mình đã bị giảm cái này rồi. Bây giờ nó sẽ tăng lên cho anh em đó là thêm được 30% cái kháng sát thương cuối nha. Có nghĩa là thêm 30% cái triệt tiêu sát thương cuối. Và cái chỉ số này ở phiên bản trước chỉnh sửa là không có nha anh em ơi. Và một cái chỉnh sửa kỹ năng này nữa đó là lúc trước chúng ta có thời gian duy trì là 1.2 giây. Thì bây giờ nó tăng lên cho anh em đó là được tới 2 giây lận nha anh em ạ. 2 giây nha. Như vậy anh em thấy là chúng ta giảm đi chỉ có 150% kháng thôi mà mình được thêm 30% triệt tiêu sát thương cuối. Và cái chiêu này anh em phải biết kết hợp với những kỹ năng của mình. Có nghĩa là sau khi chúng ta sử dụng các kỹ năng trúng địch á, thì anh em sẽ được búp cái hiệu quả này lên. Và nếu như hiệu quả này búp được liên tục khi anh em sử dụng kỹ năng một cách liên tục, và chúng ta phải phân bổ các kỹ năng ra anh em ơi. Và chú ý nha, sau khi hiệu quả này lên chúng ta sẽ được giải trừ miễn dịch hiệu quả bất lợi và tàn phế nha anh em. Phải nói là một kỹ năng rất lợi hại của môn phái Tàng Kiếm. Và cái nội dung chỉnh sửa thứ hai của môn phái Tàng Kiếm nó sẽ nằm ở cái quyển bí kíp, đó là Đoạn Triều. Ở phiên bản trước chỉnh sửa thì bí kíp Đoạn Triều sẽ được tăng tấn công cơ bản đó là 60% anh em ạ. Đây cho anh em xem. Đây bí kíp Đoạn Triều đây, chúng ta sẽ được tăng 60% tấn công cơ bản. Nhưng mà ở phiên bản chỉnh sửa này thì chúng ta sẽ được tăng lên tới 72% tấn công cơ bản cho cái chiêu Đoạn Triều. Như vậy chúng ta lên được 12%. Và anh em biết rằng với con Tàng Kiếm này thì cái chiêu sốc đam mạnh nhất đó chính là cái chiêu Đoạn Triều này nha. Và chiêu này bây giờ chúng ta được tăng thêm 12% tấn công nữa thì một chỉ số khá là ổn áp và ok anh em ạ. Như vậy anh em thấy là ở Tàng Kiếm mặc dù chỉnh sửa lại chỉ có hai nội dung thôi, nhưng với việc điều chỉnh cái kỹ năng Ánh Ba Tỏa Lan này, mình thấy nó mang lại một cái sức mạnh rất là mới cho môn phái Tàng Kiếm. Bản thân cái con này đã có một cái lượng đam rất là ổn định, rất mạnh rồi, và chúng ta bị yếu về độ trâu thì bây giờ con này lại được tăng thêm cái kháng sát thương cuối tới 30% ở cái cấp 10
Và nếu anh em nào mà nâng giới hạn lên tới cấp 15 thì cái chỉ số này lại được càng tăng lên nữa. Và đặc biệt chúng ta lại duy trì cái thời gian kéo dài lên tới 2 giây lận anh em ạ. Quá là tuyệt vời đúng không? Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái môn phái thứ ba trong video này, đó chính là môn phái Cung Lôn. Cung Lôn sẽ được chỉnh sửa lại ở 3 nội dung. Đầu tiên đó là sẽ chỉnh sửa ở cái chiêu lôi động cửu thiên. Đây là cái chiêu giật xét, cái chiêu mở combat rất hiệu quả của môn phái Cung Lôn. Và chiêu này nó chỉnh sửa lại như sau anh em ạ. Ở phiên bản trước chỉnh sửa thì chúng ta sẽ có cái giãn cách thi triển của kỹ năng này, đó là 40 giây. Và sau khi chỉnh sửa thì thời gian hồi chiêu của chiêu này đã giảm đi, chỉ còn có 35 giây thôi. Đó anh em thấy không, mình chỉ chỉnh nhẹ chiêu này thôi nhưng mà anh em thấy hiệu quả cực kỳ. Bây giờ Cung Lôn có khả năng giật xét tốt hơn, nhiều hơn và thời gian hồi chiêu nó lẹ hơn anh em ạ. Và cái chỉnh sửa thứ hai thì nó sẽ nằm ở cái bí kíp, đó chính là cái chiêu lôi động cửu thiên. Để mình sẽ mở cho anh em xem bí kíp, à không, bí kíp tiên nhân chi lộ nha anh em ạ. Tiên nhân chi lộ, đây tiên nhân chi lộ, cái chiêu này ở phiên bản trước chỉnh sửa thì anh em sẽ được tăng tấn công cơ bản đó là 32%. Thì trong cái phiên bản chỉnh sửa này anh em sẽ được búp lên chỉ số này, chúng ta sẽ lên được tới 42% tấn công cơ bản, như vậy mình tăng thêm được 10%. Cái bí kíp thứ hai được chỉnh sửa đó chính là bí kíp Tiếu Phong Tam Liên Kích. Đây, đây là chính là cái chiêu chiêu lướt của anh em nha. À không, chiêu này là chiêu chiêu lóc anh em ạ. Cái chiêu này ở phiên bản trước chỉnh sửa thì chúng ta có cái lượng tấn công cơ bản đó là 45%, thì sau chỉnh sửa anh em được tăng lên tới 54%, như vậy chúng ta sẽ được tăng lên tới 9%. Như vậy là mình đã vừa thông qua về 3 môn phái còn lại trong tổng số 15 môn phái được chỉnh sửa trong phiên bản này. Thì với 3 môn phái này mình cảm giác là nó cũng chỉ được chỉnh sửa theo cái dạng tăng nhẹ thôi anh em ạ, cũng chỉ giúp những môn phái này mạnh mẽ trong các hoạt động quần chiến nhỏ lẻ thôi. Nó không quá nổi bật trong những cái server thực chiến để anh em có thể tham gia trải nghiệm. Nhưng mà đối với việc chỉnh sửa 3 môn phái này thì các hoạt động như là tâm ma, mình tin chắc là hoạt động tâm ma sẽ cực kỳ hấp dẫn dành cho những môn phái như là Cung Lôn, Tàn Kiếm hoặc là Thiên Vương. Những môn phái này vốn đã khá là mạnh trong các hoạt động tâm ma rồi. Và chắc chắn trong thời gian sắp tới anh em sẽ sử dụng những môn phái này đi các hoạt động tâm ma nhiều hơn. Như vậy là mình đã hoàn thành được thông tin đến cho anh em 15 môn phái chỉnh sửa. Nếu mà anh em có chưa xem những cái môn phái nào thì anh em có thể tìm lại kênh của mình nha. Anh em có thể xem để hiểu về kỹ năng của những môn phái trước đó. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu như anh em cảm thấy video này nó có những thông tin hữu ích gì đó, hãy cho mình xin một like nha anh em ơi. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.